Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Cuộc tháo chạy kinh hoàng ở Afghanistan, vì sao Mỹ không thể rút quân gọn gàng như Liên Xô? Tổng thống Putin đang chơi ván cờ cực lớn, át chủ bài sắp tung ra, Mỹ-NATO sốc nặng. Và sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cuộc tháo chạy kinh hoàng ở Afghanistan, vì sao Mỹ không thể rút quân gọn gàng như Liên Xô? Từ những gì đã và đang diễn ra ở Kabul, nhà báo độc lập người Mỹ Mark Patrie cho rằng tất cả tay sai của Mỹ trên thế giới nên thấy trước việc họ cũng có thể bị bịt mắt và bỏ rơi như Afghanistan. Cả Moscow và Washington đều phải rút khỏi Afghanistan, tại sao chiến dịch của Mỹ lại lộn xộn tới vậy? Ngày 15 tháng 8 2021, người Mỹ đã phải vội vàng tiến hành cái họ gọi là chiến dịch di tản người Mỹ và các đồng minh khỏi Afghanistan khi các tốp Taliban tiến vào thủ đô Kabul. Tới nay, những gì mà thế giới thấy được ở Kabul, cụ thể trong và xung quanh sân bay quốc tế Kabul, rõ ràng là một thảm họa. Ngược dòng thời gian về hơn 40 năm trước đó, cũng chính người Mỹ lên kế hoạch nhằm biến Afghanistan thành một vũng lầy cho Liên Xô. Theo hồi ký của một cựu phó giám đốc CIA, cái gọi là chiến dịch nhằm trang bị vũ khí và tài trợ cho quân nổi dậy Afghanistan đã được tiến hành nhiều tháng trước khi Hồng quân Liên Xô tiến vào quốc gia Trung Á theo yêu cầu của Kabul. Vào năm 1998, cựu cố vấn an ninh quốc gia đã phải thú nhận rằng thủ đoạn này gây ra một sự can thiệp quân sự của Liên Xô. Tuy nhiên, sau 10 năm tham chiến, Liên Xô đã tránh được một thất bại nhục nhã bằng cách kết thúc cuộc chiến và tiến hành một cuộc rút quân có trật tự từ ngày 15 tháng 5 năm 1988 đến 15 tháng 2 năm 1989. Đề cập tới cuộc di tản lộn xộn và việc Washington phải cử thêm hàng nghìn lính Mỹ tới Kabul để tiến hành chiến dịch, nhà báo độc lập người Mỹ Mark Patrie nhấn mạnh. Điểm khác biệt chính giữa cuộc rút quân của Liên Xô năm 1989 và cuộc rút quân của Mỹ hiện tại là bản chất hoàn toàn vô tổ chức và lộn xộn của cuộc chiến sau này. Mặc dù bị sa lầy trong một cuộc đối đầu kéo dài và mệt mỏi, nhưng Liên Xô đã cố gắng thực hiện cuộc rút lui của họ một cách có trật tự và có trách nhiệm. Trái ngược với Washington, Liên Xô vẫn còn nguyên vẹn một chính phủ đồng minh tương đối ổn định. Chính phủ thân Liên Xô đã cai trị đất nước và duy trì cuộc kháng chiến vũ trang đến tận tháng 4 năm 1992. Washington đã sai ở đâu? Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik vào năm 2019, cựu chỉ huy tập đoàn quân 40 Hồng quân Liên Xô ở Afghanistan tiết lộ rằng Bộ Tư lệnh Hồng quân đã thiết lập và duy trì mối liên lạc với một liên minh quân sự của quân nổi dậy Afghanistan. Đặc biệt, vị tướng này cho biết họ đã đạt được thỏa thuận về việc rút quân, một trong những chỉ huy dẫn đầu cuộc chiến chống lại Liên Xô tại khu vực thung lũng Panisi. Theo vị tướng, quân nổi dậy đã giữ lời và cung cấp một hành lang an toàn cho Hồng quân Liên Xô rút về nước. Theo nhà báo Mỹ Paris, vẫn chưa rõ chính xác chính quyền Biden đã ký những thỏa thuận nào với các cánh chính trị và quân sự Taliban vì tốc độ tiến công của lực lượng này dường như đã khiến Mỹ mất cảnh giác. Hơn nữa, việc chính quyền Biden đã quyết định trì hoãn hoàn tất việc rút quân từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2021 đã khiến giới lãnh đạo Taliban giận dữ và đe dọa rằng họ sẽ chiến đấu đến cùng nếu Nhà Trắng vi phạm Hiệp định Doha. Để làm phức tạp thêm vấn đề, cựu tổng thống Afghanistan đã bỏ trốn khỏi thủ đô, do đó phá vỡ các thỏa thuận trước đó về một cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự. Theo các quan chức Nga có mặt tại Kabul, ông Ghani đã cố gắng tuồn một số tiền lớn ra nước ngoài trong quá trình này. Hơn nữa, có vẻ như Washington không tin tưởng chính phủ Ghani cho lắm. Nhà báo Paris kết luận, những gì đã diễn ra nên được coi như một lời cảnh báo cho toàn chính phủ tay sai của Washington trên toàn thế giới rằng họ cũng có thể bị bịt mắt và bỏ rơi như thế nào. Tổng thống Putin đang chơi ván cờ cực lớn, át chủ bài sắp tung ra, Mỹ-NATO sốc nặng. Kế hoạch của Điện Kremlin nếu thành hiện thực sẽ góp phần gia tăng tầm ảnh hưởng của Nga tại Trung Đông, nhất là sau khi ông Putin đã can thiệp thành công vào cuộc chiến ở Syria. Cuộc bầu cử tổng thống ở Libya năm nay được coi là một dấu mốc quan trọng để đưa quốc gia Bắc Phi giàu dầu mỏ này trở lại ổn định sau nhiều năm nội chiến. Thế nhưng khi các cường quốc bên ngoài cố gắng đưa các ứng viên ưa thích của họ vào vị trí tiềm năng, tình hình có thể trở nên hỗn loạn hơn. Một thập kỷ sau cuộc lật đổ đại tá Muammar Gaddafi do NATO lãnh đạo, lệnh ngừng bắn mong manh đã giúp Libya thành lập được một chính phủ đoàn kết dân tộc, nên cuộc bầu cử ngày 24 tháng 12 tới đây được xem là bước tiếp tiến tới quá trình ổn định. Tuy nhiên, tờ Bloomberg dẫn thông tin từ ba nhân vật ở Moscow am tường vấn đề cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đang bộc lộ mối thách thức lớn với Mỹ, châu Âu cũng như Thổ Nhĩ Kỳ khi âm thầm triển khai kế hoạch đưa Isam Gaddafi, con trai của đại tá Muammar Gaddafi, quay trở lại nắm quyền điều hành đất nước. Một nhân vật thân cận với Điện Kremlin nói rằng đối với Tổng thống Putin, người từng thể hiện thái độ kinh hoàng trước cái chết tàn bạo của cựu lãnh đạo Gaddafi, thì Libya là một vấn đề cá nhân sâu sắc và ông cảm thấy phải có trách nhiệm với Shai Isam. Kế hoạch của Điện Kremlin nếu thành công sẽ thúc đẩy tầm ảnh hưởng của Nga ở Trung Đông, nhất là sau khi ông Putin đã can thiệp thành công vào chiến sự ở Syria bằng cách đem quân hỗ trợ Tổng thống đánh IS đối với những chiến dịch ủng hộ các nhà lãnh đạo ở Venezuela và Belarus.
Theo hai trong số ba nhân vật ở Moscow mà Bloomberg tiếp cận thì Nga rất tự tin về ủng hộ của Ai Cập đối với kế hoạch này, mặc dù đã có những ý kiến tại Cairo cho rằng còn quá sớm để Ai Cập quyết định lập trường của mình. Một nhân vật ở Moscow cho biết Nga cũng đã nhận được sự hậu thuẫn ngầm của Italia. Quốc gia cho đến nay vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết nhất với chính phủ đối lập ở thủ đô Tripoli. Các cường quốc khác nên làm việc với Moscow vì Nga luôn quan tâm đến sự ổn định ở Libya. Chuyên gia về Trung Đông tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế bình luận. Mặc dù vậy, một nguồn tin giấu tên ở Libya cho Bloomberg biết bản thân thống chế Haftar cũng muốn tranh cử chức tổng thống. Chúng tôi vẫn chưa quyết định, Ahmed Amishami, phát ngôn viên của LNA nói, tình hình phụ thuộc vào cơ sở hiến pháp và luật bầu cử, cả hai đều chưa được ban hành. Tiệc đã tàn ở Afghanistan, Tổng thống Putin ung dung mỉm cười. Nga đã tính toán sau những công việc phải làm bất chấp kết quả cuộc chiến cuối cùng ở Afghanistan có đi đến đâu. Mối nguy lớn nhất, Nga đang tăng cường phủ bóng trong cuộc chiến cuối cùng ở Afghanistan bằng việc củng cố thêm ảnh hưởng quân sự tại các nước Trung Á láng giềng để đề phòng trước mọi nguy cơ bất ổn. Mặc dù Nga tuyên bố Taliban là bên có trách nhiệm nhưng khả năng lực lượng này bảo vệ trước các mối đe dọa mà Nga quan tâm vẫn còn để ngỏ. Đứng đầu mối quan tâm của Nga là nhóm khủng bố ISK, nhánh hoạt động của Afghanistan có liên hệ với tổ chức IS ở Trung Đông. Cả Taliban và lực lượng phòng vệ quốc gia Afghanistan đều đang chiến đấu chống lại ISK, khiến nhóm này trong những năm gần đây bị tổn thất nặng nề cũng như mất đi nhiều lãnh thổ. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng nhóm thánh chiến đang sẵn sàng cho sự trỗi dậy khi Taliban tập trung vào việc chiếm Kabul, lật đổ chính phủ được Mỹ hậu thuẫn của Tổng thống Ghani. Càng nguy hiểm hơn khi ISK sẽ nhận lại là nhóm khủng bố thánh chiến duy nhất còn sót lại trên đất nước, đều có thể thu hút những chiến binh cực đoan khác bao gồm cả Al-Qaeda. Có thể nói các lợi ích của Nga trong khu vực sẽ nằm trong tầm ngắm của ISK khi xét đến vai trò của Moscow trong cuộc chiến chống IS ở Syria. Trong lúc Nga thường xuyên gặp gỡ các đại diện của Taliban, bao gồm cả đưa ra lời khuyên về cách ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố, nước này bắt đầu tăng cường an ninh ở các quốc gia Trung Á giáp Afghanistan để xây dựng hàng rào chiến lược. Nga đã cung cấp vũ khí cho Tajikistan và Uzbekistan và đã bắt đầu các cuộc tập trận chung quan trọng với lực lượng của cả hai quốc gia gần biên giới Afghanistan. Tuy nhiên, hoạt động quân sự ngày càng tăng của Nga xung quanh Afghanistan không hoàn toàn bị thúc đẩy bởi cuộc chiến leo thang. Thay vào đó, việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan đã mang lại cho Moscow một cơ hội chiến lược để cải thiện ảnh hưởng chính trị tại Trung Á với tư cách là người đảm bảo an ninh khu vực. Tính toán của Nga, các động thái tăng cường của Nga được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Mỹ đang tìm cách tiếp cận các căn cứ quân sự xung quanh Afghanistan, bao gồm cả ở các quốc gia láng giềng Trung Á. Nếu Washington có thể đảm bảo quyền tiếp cận căn cứ như vậy thì điều đó sẽ tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh mới cho Moscow ở gần biên giới phía nam đầy biến động, vốn được nhiều người coi là cơ sở chiến lược dễ bị tổn thương. Ngoài ra, theo Asian Times, việc triển khai các nguồn lực quân sự cho các quốc gia tiên phong không chỉ đề phòng Mỹ ở Trung Á mà còn là để triển khai chủ động và mở rộng các thỏa thuận an ninh hiện có như Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể nhằm tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng. Nga hiện duy trì các căn cứ ở Tajikistan, quốc gia có đường biên giới dài 1.300 km. Vào ngày 7 tháng 7, đại diện CSTO của Tajikistan đã yêu cầu một phản ứng thích hợp đối với tình hình an ninh ở Afghanistan. Tổng thống Vladimir Putin đã đảm bảo với người đồng cấp Tajikistan về sự hỗ trợ đầy đủ của Nga để đảm bảo an ninh biên giới. Chúng tôi đang nỗ lực tăng cường cho lực lượng vũ trang Tajikistan. Cả hai làm việc chung trong lĩnh vực này với toàn bộ chương trình được thiết kế trong vài năm. Và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng chương trình được thực hiện một cách kịp thời, ông Putin cam kết. Mỹ bất ngờ trở mặt, đẩy đồng minh bên bờ vực sụp đổ, thảm kịch đau đớn. Tốc độ rút quân nhanh chóng đã khiến nhiều người Afghanistan cảm thấy rằng họ đang bị bỏ lại một mình để đối phó với mớ hỗn độn tạo ra, một phần là do các chính sách của Mỹ. Rút quân trong hỗn loạn, sau nhiều năm chứng kiến sự mệt mỏi của các lực lượng Mỹ tham gia chiến đấu và rồi chết trận ở một vùng đất xa xôi, Tổng thống Joe Biden trước áp lực ngày càng gia tăng của cử tri trong nước đã quyết định rút quân khỏi Afghanistan. Chẳng để mất thời gian, tổ chức vũ trang cực đoan Taliban đã ngay lập tức chiếm lĩnh những khu vực mà quân đội Mỹ để lại, giết hại dân thường, cướp chính quyền và quét sạch nỗ lực giá trị hàng ngàn tỷ đô của người dân Mỹ. Đó là những gì đã từng xảy ra sau khi Tổng thống Barack Obama rút các lực lượng Mỹ khỏi Iraq vào năm 2011. Các phần tử thánh chiến của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nhanh chóng lập ra một tiểu vương quốc cực đoan, khiến Lầu Năm Góc phải điều động quân đội tới để tiêu diệt chúng. Đây cũng là một kịch bản có thể xảy ra với Afghanistan khi Tổng thống Biden đưa ra mệnh lệnh chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ, đã mở đường tiến quân cho Taliban, nhóm cực đoan mà Washington triển khai lực lượng tới Afghanistan, hòng lật đổ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Để giành được các lợi ích ở những xã hội xa xôi và đầy phức tạp như Afghanistan và Iraq đã khiến giới hoạch định chính sách của cả hai đảng trong chính quyền Mỹ phải trải qua không biết bao nhiêu cơn đau đầu kể từ khi Tổng thống George Bush phát động cuộc chiến chống khủng bố gần hai thập kỷ trước. Những năm sau đó, ngay cả việc định nghĩa các lợi ích này cũng rất lung lay. Mỹ lấy cớ truyền bá dân chủ và nhân quyền cùng một số giá trị khác và bỏ ra bao nỗ lực tốn kém nhưng kết quả nhận về lại rất ít. Theo một số nhà phân tích và các cựu quan chức Mỹ, kết quả là cả bạn bè và đối thủ của Washington đều nhận thức được rằng sẽ không bao giờ có thể đảm bảo Mỹ gắn bó trong bao lâu.
Theo kinh nghiệm từ bản thân, với tư cách là một quốc gia và với tư cách là một chính phủ, thì chúng ta đang thiếu sự kiên nhẫn chiến lược. Tổng thống Biden quyết định đã đến lúc phải rời khỏi Afghanistan, bất chấp rủi ro những diễn biến trong tương lai có thể khiến Mỹ phải quay trở lại. Tháng trước, trong bài phát biểu bảo vệ chính sách của mình, ông Biden lập luận rằng việc tái thiết đất nước Afghanistan không phải là việc của Mỹ. Chúng tôi không đến Afghanistan để xây dựng đất nước, người đứng đầu Nhà Trắng phát biểu. Việc quyết định tương lai và điều hành đất nước như thế nào thuộc về quyền và nghĩa vụ của chính người dân Afghanistan. Sau hai thập kỷ, ông Biden cho rằng việc triển khai quân đội Mỹ ở lâu hơn nữa không phải là giải pháp mà là một công thức để thể hiện hiện diện tại đó vô thời hạn. Chính sách này vấp phải nhiều áp lực trong những ngày gần đây khi lực lượng Taliban chiếm giữ 6 thủ phủ cấp tỉnh, còn quân đội Afghanistan bộc lộ rõ sự yếu kém của mình. Nhiều chuyên gia an ninh cảnh báo rằng các nhóm khủng bố như Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có thể sử dụng Afghanistan làm bàn đạp để tiến hành các cuộc tấn công mới ở nước ngoài. Thế nhưng cho đến nay, ông Biden vẫn chưa tỏ rõ dấu hiệu nào cho thấy sẽ thay đổi hướng đi. Toàn bộ quá trình xây dựng nhà nước không dựa trên nhu cầu và hoàn cảnh của địa phương mà dựa trên một mô hình được đưa ra từ bên ngoài vào đây. Ông Omarsan phân tích, thế nên giờ đây chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ nhanh chóng của trật tự nhà nước. Oranjan Nemat, một học giả và cũng là nhà nghiên cứu người Afghanistan, thậm chí còn lên tiếng cáo buộc mạnh mẽ hơn, Mỹ làm cho đất nước chúng tôi phải phụ thuộc mọi thứ vào họ trong suốt 20 năm, rồi một ngày họ đột ngột quyết định rời đi, họ ra đi mà không đảm bảo cho Afghanistan có thể đạt được bất cứ tiến bộ nào. Với tốc độ, quy mô và mức độ can dự của họ ở Afghanistan, họ phải có trách nhiệm lớn hơn. Nga không kích dữ dội, trụ sở chỉ huy của phe cánh thổ bị thổi bay. Liên tục tấn công nhưng lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vẫn tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn để trừng phạt Nga không kích dữ dội vào tỉnh Idlib của Syria. Ngày 10 tháng 8, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào các vị trí của phiến quân trong khu vực Anbas Anzarif ở tỉnh Idlib của Syria. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công 2 ngày liên tiếp vào Idlib. Ngày 9 tháng 8, ít nhất 4 cuộc không kích của Nga đã nhằm vào các công sự của phiến quân do lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Các cuộc không kích diễn ra đồng thời với các cuộc pháo kích hạng nặng của quân đội Ả Rập Syria vào các vị trí ở phía nam Idlib. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Hayat Tahrir al-Sham. Theo đài quan sát nhân quyền Syria, Nga đã triển khai hơn 80 cuộc không kích nhằm vào miền nam Idlib trong tháng 7. Liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn là lý do lực lượng Nga và quân chính phủ Syria tăng cường các cuộc tấn công trừng phạt nhằm vào phe phái tự nhận là phe đối lập ôn hòa. Ngày 5 tháng 8, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành một loạt không kích nhằm vào các vị trí phiến quân xung quanh thị trấn Anbara, vùng nông thôn phía nam Idlib và khu vực xung quanh thị trấn Kabani, vùng nông thôn phía bắc Latakia. Bên cạnh các cuộc không kích của Nga, pháo kích của quân đội Ả Rập Syria, các tay súng bắn tỉa thuộc quân chính phủ cũng tăng cường hoạt động truy lùng và tiêu diệt kẻ thù. TSF cho biết, hai tay súng ở khu vực núi Anzawiwa thuộc vùng nông thôn phía nam Idlib đã bị tiêu diệt. Cả hai tay súng này đều được xác định thuộc lực lượng đặc biệt trong lữ đoàn Abu Bakr al-Silif của Hayat Tahrir al-Sham. Các nhóm Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Idlib và vùng nông thôn Aleppo cũng đang phải đối diện với các cuộc tấn công của lực lượng dân chủ Syria. Ngày 5 tháng 8, hai dân thường đã thiệt mạng do lực lượng người Kurd tấn công vào khu vực gần thị trấn Hawan. Đây là khu vực phía bắc Aleppo do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Các cuộc tấn công của lực lượng dân chủ Syria được cho là phản ứng trước các cuộc pháo kích dữ dội của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các phe phái được Ankara hậu thuẫn nhằm vào vùng nông thôn Rabat. Tình hình tại Idlib vô cùng căng thẳng. Các phiến quân khác trong khu vực thường xuyên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Các nhóm vũ trang do Hayat Tahrir al-Sham dẫn đầu liên tục tăng cường các cuộc tấn công trong những ngày gần đây để hỗ trợ phiến quân ở Dara. Hiện tại, phiến quân tại Dara đang giao tranh dữ dội với quân đội Ả Rập Syria vì từ chối ký kết các thỏa thuận. Trước đó, các nhà lãnh đạo Dara Abalat từ chối yêu cầu mà chính phủ Syria đã đặt ra, bao gồm việc triển khai các đơn vị tới khu vực và trục xuất các tay súng bị truy nã. Moscow đã cố gắng làm trung gian cho các cuộc đàm phán nhưng không thành công.